vị đang theo dõi chương trình Việt View của Sài Gòn TV, một chương trình mà quý vị đang theo dõi ở nhà cũng có thể tham dự cùng với chúng tôi bằng cách gọi vào điện thoại vào chương trình và cho những ý kiến với những vấn đề chúng tôi đang đề cập tới.